Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Trở lại với vấn đề Miến Điện thì chúng ta thấy là Trung Quốc với vành đai con đường họ bỏ ra 1.000 tỷ đô la để xây dựng những cái cảng cũng như là những cái commercial hub, chứ đó là những cái mà căn cứ thương mại, những cái địa điểm thương mại. Và hôm đầu năm 2020, 17 tháng Giêng 2020 thì ông Tập Cận Bình đã đi viếng Miến Điện và đã ký 33 cái thỏa ước với Miến Điện. Mà trong đó theo cái sự phân tích của chuyên gia nói là chỉ cần 4 cái thỏa ước quan trọng mà thực hiện thì gần như là Miến Điện nó đã nằm dưới ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, và Trung Quốc đã xây dựng được một cái sức mạnh tại Ấn Độ Dương. Bởi vì đây bốn cái dự án này là thứ nhất là con đường gọi là high speed rail, đường xe lửa cao tốc, thứ hai là Kiao Fuel Port, tức là một cái cảng ở trong cái vịnh Bangan, thứ ba là một cái thành phố New City mà nó đối diện với Yangon, tức là một cái thành phố thương mại cũ của Miến Điện, nó tạo thành một cái commercial hub, và thứ tư là cái vấn đề cái vùng gọi là cái vùng cộng tác kinh tế biên giới giữa hai quốc gia. Nếu mà bốn cái này mà nó thực hiện được thì trong 33 cái ký kết đó thì coi như Miến Điện nó nằm trong cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì hiện giờ thì Mỹ và Úc, rồi Tổng thống Biden cũng như ông Thủ tướng Úc Morrison đã hôm 4 tháng 2 thì đã thảo luận nhau để làm sao để đương đầu với vấn đề đảo chánh của Miến Điện cũng như là của Trung Quốc. Thì không biết anh Quân có nhận xét gì? Trước hết á, quý vị biết là Việt Nam mình đó có cái lợi đó ở Biển Đông đó, tại sao tranh chấp nhiều là tại tất cả tiếp tế là phải đi qua eo biển mà phía bên Malacca. Thì cái đó nó là một cái bất lợi, tại vì nếu mà có chiến tranh đó thì là dầu hay là tất cả về vấn đề mà tiếp tế cho Trung Quốc hay là tiếp tế cho Á Châu đó sẽ bị chặn. Ngược lại những Miến Điện đó họ có cái lợi là nếu mà họ xây dựng được cái cảng và xây dựng được, ký kết được với Miến Điện đó, thì Miến Điện có thể tránh được vấn đề là tránh được vấn đề bị tắc tại Biển Đông hay là tại là eo biển Malacca. Thì nếu mà thực hiện được cái mà gọi là cái con đường cao tốc thì nó đi từ Trung Quốc thẳng xuống, nghĩa là biển Ấn Độ Dương, thì như vậy là một cái lớn, một cái mở cửa, một cái cửa lớn cho Trung Quốc ra Ấn Độ Dương. Thì đây nó là một cái vấn đề mà gọi là chiến lược rất là lớn. Quý vị biết là cái cảng này đó, lúc đầu đó là Trung Quốc nói là phải xây cái cảng này phải mất 7 tỷ 3, nhưng mà xuống đó còn có 1 tỷ 7. Thì quý vị thấy đó là cái vấn đề mà gọi là Trung Quốc chấp nhận xuống giá, nhưng mà họ có cái cửa mà sẽ không bị chặn tiếp tế về dầu nếu mà có chiến tranh. Thì đây nó là một cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Và nếu mà anh Nguyên nói là Miến Điện sẽ tùy thuộc vào cái đó thì đúng, không những mà tùy thuộc vào cái đó mà các nước như là Hoa Kỳ hay gì đó sẽ gặp khó khăn nếu mà có chiến tranh để chặn lại cái vấn đề mà cái cửa ngõ từ Ấn Độ Dương dầu hỏa đi từ bên Trung Đông vào Trung Quốc. Thì đây nó làm cái ảnh hưởng rất là lớn. Mình phải lưu ý là sẽ mất ảnh hưởng một phần nào. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đó, họ đã có một cái kế hoạch đầu tư ở Miến Điện, và họ đã có kế hoạch gọi là mua chuộc thì không đúng, nhưng mà lấy lòng chính quyền dân sự, lấy lòng bà Aung San Suu Kyi. Và chính bà Suu Kyi đã là từng là khách danh dự của ông Tập Cận Bình mà. Cho nên cái việc mà Trung Quốc có nhu cầu đảo chính hay không, theo em nghĩ thì nó không có nhu cầu. Họ chỉ làm cái thế như vậy. Nếu có đảo chính thì họ sẽ đứng qua một bên. Họ tiên đoán là nếu sau khi đảo chính, Tây Phương, Mỹ và Tây Phương sẽ cô lập Miến Điện. Thì trong trường hợp đó Miến Điện
họ sẵn sàng họ đứng ra bảo kê cho chính quyền quân phiệt của Miến Điện, thì Trung Quốc sẽ là cái người hưởng lợi trong cái vụ này. Nó đặt Mỹ và Tây Phương dùng cái thế rất là kẹt, nhất là ông Biden. Đây là cái test đầu tiên. Ông đưa ra cái chiến lược ngoại giao của ông là sẽ có bất cứ vấn đề gì sẽ có thành lập những cái liên minh cùng với những đồng minh của Mỹ để giải quyết vấn đề. Thì bây giờ đây là cái thực tế đây. Những đồng minh của Mỹ, có những đồng minh rất là ích kỷ, chứ không phải không. Lấy trường hợp Thái Lan, Thái Lan im lặng không thèm lên tiếng luôn, là tại vì chính phủ Thái Lan họ cũng mới vừa đảo chính 2 năm trước, cho nên họ gặp cái trường hợp này họ khoái rồi. Việt Nam cũng sẽ khoái, Philippines cũng khoái, cho nên ASEAN nó trở thành bất lực. Bây giờ nhưng mà mình nghĩ như thế nào về trường hợp Ấn Độ? Bây giờ Ấn Độ nó gần như là cái gai, cái hông của Ấn Độ. Đúng vậy. Cái chiến lược Ấn Độ Dương của Trung Quốc á, thì bắt buộc nó phải đi ngang qua Miến Điện. Miến Điện là cái hành lang tốt nhất để cho Trung Quốc đi xuống Ấn Độ Dương mà không cần phải đi qua Biển Đông, không cần phải đi qua eo biển Malacca như Trung Quốc nói lúc này. Thì nhưng mà nó đưa Trung Quốc vô cái thế là trực diện với Ấn Độ, tại vì nó sẽ cái cảng vừa rồi nó nằm ngay trong vịnh Bengal, đối diện với lại bờ biển của Ấn Độ. Cho nên á, trong cái chuyện mà đối phó giải quyết với Miến Điện bây giờ là Ấn Độ trở thành đối tác quan trọng nhất của Mỹ. Nhưng mà cái kẹt của Ấn Độ, của Nhật, của Mỹ và của cả Tây Phương luôn á, là nếu mà làm yếu quá thì không có kết quả, mà làm mạnh quá thì sợ là mấy ông tướng này nè, nhất cái ông nội mà Bộ trưởng Quốc phòng này nè, ông sẵn sàng đi với Trung Quốc theo cái thái độ của ông. Chắc chắn là trong cái buổi gặp mặt vừa rồi với ông Vương Nghị đó, cho dù ông Vương Nghị không phải là cái người xúi đạo chính, nhưng mà ông tướng nè, ông cũng hỏi khéo liền, ông nói nếu, chắc chắn ông sẽ hỏi khéo là nếu có sự thay đổi thì Trung Quốc có vấn đề gì hay không. Và có lẽ ông Vương Nghị ông sẽ cười trừ, ông nói không sao hết, đây là chuyện nội bộ của Miến Điện, quý vị làm gì đó thì làm, chúng tôi sẵn sàng là cộng tác với bất cứ người nào lãnh đạo Miến Điện. Cho nên đó, bây giờ tình hình bây giờ đó, Mỹ và Tây Phương và Ấn Độ và Nhật phải đi rất là chậm, làm sao để mà có cái mở con đường nói chuyện trực tiếp với các tướng lãnh để thuyết phục họ. Thật sự đó, cái việc đảo chính này nó không có lợi gì cho quân đội Miến Điện hết, nó chỉ phục vụ cho cái mục tiêu cá nhân của ông nội này, cái ông mà lãnh đạo đảo chính thôi. Vì ông sắp sửa về hưu, ông không muốn về hưu, cho nên ông quyết định nắm quyền. Thì bây giờ các tướng còn lại đó, nhất là những tướng trẻ đó, làm sao phải giải quyết được ông này. Còn nếu không đó, thì sẽ bị lọt vào quỹ đạo của Trung Quốc. Và quân đội Miến Điện nó thật ra họ đỡ lắm á, 10 năm trước họ đã từng suýt chút nữa bị lọt với cái bẫy của Trung Quốc rồi, và sau đó họ tỉnh ngộ ra, nhờ ông Thanh Sang ông tỉnh ngộ ra, ông rút ra khỏi cái bẫy đó. Cho nên nếu bây giờ mà không cẩn thận thì hy vọng cái đó là cái gương, những người tướng đi trước đó là cái gương cho những người sau này. Tại vì nếu không thì sẽ bị tôi thấy lọt. Sáng hôm nay đó thì là ông cố vấn chính trị của tổng thống Biden đó đã nói là chúng tôi sẽ nói chuyện với các đồng minh để nghĩa là để giải quyết cái vấn đề của Miến Điện, chứ không có phải là làm một cách nghĩa là gấp rút, mà ví dụ như là nghĩa là thêm chúng tôi có nhiều phương cách từ các ông tướng hay là gì đó, nhưng mà dù sao đi nữa là chính sách rõ ràng của Biden là sẽ phải nói chuyện với các như là đồng minh như là Nhật Bản hay là Thái Lan, à với Ấn Độ, tôi không phải nói là Thái Lan, nhưng mà với Ấn Độ để giải quyết vấn đề Miến Điện. Nhưng mà đây nó là một cái gọi là rất là khó khăn đối với lại Hoa Kỳ. Bởi vì đối ngoại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng sẽ có tổng thống Biden cũng sẽ sắp sửa nói lên một cái chính sách của ông ta về chính sách đối ngoại của nội các mới Biden. Nhưng mà đây đó, cũng như Bình nói đó, là đây nó là cả một cái khó khăn của nội các mới của Biden. Trở lại, cảm ơn anh Quân. Cái vấn đề Miến Điện thì nó là một cái vấn đề phức tạp, là bởi vì khi anh trả độc lập cho Ấn Độ và đã gom tất nhiều cái sắc dân ở một cái vùng đó để gom vô thành Miến Điện, thành Miến Điện tự bản thân nó không phải là một quốc gia chặt chẽ, một quốc gia rất là lỏng lẻo, và từ lúc mà lập quốc tới giờ thì gần như là quân đội là nắm quyền. Và vấn đề hiện giờ, cái vấn đề, cái implication của Miến Điện là ngoài cái chuyện mà quân đội nắm quyền là nó còn là cái vấn đề cái balance of power, cái sự thăng bằng quyền lực của thế giới, nó nằm ở cái vấn đề Miến Điện.
Miến Điện nó nghiêng về Trung Quốc, rồi nó cái thăng bằng nó sẽ khác, mà nó nghiêng về với Hoa Kỳ hay Ấn Độ thì cái thăng bằng nó sẽ khác. Thì kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.